các vị khách quý trong đêm trao giải đặc biệt ngày hôm nay. Ban tổ chức mời các ông Duy Huy hôm nay trao cái giải này. Thì cái giải này nó có liên quan về thẩm mỹ. Và nếu mà nói về thẩm mỹ chắc chúng ta nghĩ đến liền về chắc là thời trang, hay là thẩm mỹ trong nội thất, hay là thẩm mỹ về nghệ thuật. Nhưng mà hôm nay thì một cái giải này rất là đặc biệt, đó là thẩm mỹ trong âm nhạc. Âm nhạc có thể chúng ta nói thẩm mỹ được nè. Em nghĩ là hoàn toàn là được, vì là thẩm mỹ là nó bao trùm hết tất cả những cái lĩnh vực trong xã hội. Nhưng mà từ đâu chúng ta có thẩm mỹ? Em nghĩ là thẩm mỹ của chúng ta nó có từ văn hóa và môi trường sống của chúng ta rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta ở đâu chúng ta có cái sở thích cho đó. Điều chúng ta ở trên vùng tuyết thì chúng ta mới có cái sở thích trượt tuyết, đúng không? Nhưng mà nếu ở trên khô thì đâu có ai thích trượt tuyết. Vậy cái thẩm mỹ nó có liên quan về cái ở vùng nào hay là cái văn hóa nào thì cái sở thích nó phát triển. Bởi vậy hôm nay thì cái giải này sẽ đến một cái cuộc thẩm mỹ về âm nhạc. Và trước khi mà công bố cái giải thưởng này thì Huy cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, và Huy nghĩ rằng là để chọn ra được một cái nhân vật để thắng cái giải thưởng này thì ban tổ chức phải là những người rất là tinh tế khi mà lựa chọn một cái nhân vật về thẩm mỹ trong âm nhạc. Thì theo Thái Công nghĩ muốn phê bình thì Thái Công tin rằng ban tổ chức cũng đang lựa chọn những người đang giám khảo cũng phải có kiến thức về âm nhạc mới chấm được, chứ không phải là cái sở thích không. Nếu mà cái sở thích không để chấm điểm thì nó không có sự công bằng. Vậy đầu tiên phải cần kiến thức và cả kinh nghiệm. Vì sao kinh nghiệm? Đó, chắc chắn là những ban giám khảo đã có những cái kinh nghiệm để lựa chọn cái nhân vật thắng giải ngày hôm nay so với những cái người mà trong cùng hạng mục này. Và dĩ nhiên trải nghiệm, có nghĩa là những cái ban giám khảo cũng phải có trải nghiệm rất là nhiều về âm nhạc, có thể là đi du lịch hay là nghe nhiều âm nhạc nhiều chỗ khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau mới làm ban giám khảo được. Và đây Thái Công sẽ chúc mừng ban giám khảo lựa chọn cho năm 2022 đúng giải thưởng này. Và giải thưởng Best Music Camp of the Year năm 2022 thuộc về Space Jam của Space Speaker Group. Và xin được mời ông Slimmy trong sáng lập Space Speaker Group và Space Jam đứng lên sân khấu. Nói về Space Jam một chút thì Space Jam là gì? Đó là nơi mà chúng tôi cùng với những người nghệ sĩ, những người mà có chung cái sở thích, có cái chung một niềm đam mê, tụ họp lại với nhau chẳng vì mấy gì cả, chỉ sống với nhau trong âm nhạc, trong vài ngày ngủ. Và từ đó thì chúng tôi cùng với niềm đam mê của mình mang ra những cái sản phẩm tới đến với mọi người. Và ban đầu chúng tôi làm những cái camp như thế này chỉ đơn giản để tạo ra cái niềm đam mê cho chính chúng tôi thôi. Nhưng mà rất là may mắn ngày hôm nay thì cái niềm đam mê, cái năng lượng tích cực đó đã được lan tỏa. Và không ai khác, cảm ơn Man & Life rất nhiều. Man & Life là từ đi đã giúp chúng tôi lan tỏa cái niềm đam mê, cũng như được cái năng lượng tích cực để đến với mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Xin chúc mừng Space Jam và xin chúc mừng ông Jimmy. Xin cảm ơn Mr. Thái Công và Mr. Minh Bạch. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là một hạng mục vô cùng khác biệt. Các vị khán giả sẽ vinh danh nhiều.